Tôi đang xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Yamaha 135LC năm 2024 và Honda RS150R năm 2024 là hai mẫu xe côn tay thể thao rất phổ biến tại thị trường Malaysia. Cả hai mẫu xe đều sở hữu thiết kế trẻ trung hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và mức giá bán gần như là tương tự với nhau, chỉ vào khoảng tầm trên 40 triệu một chút thôi. Tuy nhiên, giữa hai mẫu xe này cũng có một số những khác biệt đáng chú ý. Do đó, thông qua video ngày hôm nay, Top 5 sẽ đi soi chi tiết giữa hai mẫu xe để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên, về mặt thiết kế, Yamaha 135LC 2024 có thiết kế trẻ trung năng động với những đường nét sắc sảo và hiện đại. Còn đối với dòng xe Honda RS150R năm 2024 có thiết kế thể thao cá tính với những đường nét góc cạnh và mạnh mẽ. Còn so sánh về khả năng vận hành thì mẫu xe của nhà Yamaha cho khả năng vận hành linh hoạt phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố bởi côn số rất nhẹ nhàng các bạn nha. Còn đối với dòng xe của hãng Honda cho khả năng vận hành mạnh mẽ hơn và sẽ phù hợp với nhu cầu di chuyển đường trường nhiều hơn. Đặc biệt đi tour đi phượt sẽ cực kỳ ok với cái mẫu xe này. Và tiếp theo là những so sánh chi tiết về các thông số kỹ thuật giữa Yamaha 135LC và Honda RS150R để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn. Về kích thước, với mẫu xe Yamaha 135LC năm 2024, chiều dài là 1945mm, chiều rộng là 690mm và chiều cao ở mức là 1095mm. Trong khi đó, mẫu xe RS150R với chiều dài là 2020mm, chiều rộng là 727mm và chiều cao ở mức là 1128mm. Còn về khối lượng, mẫu xe 135LC với khối lượng là 109kg, trong khi đó mẫu xe Honda RS150R sẽ chỉ là 119kg mà thôi, nhẹ hơn khá nhiều so với những phiên bản trước đây. Về khối động cơ, mẫu xe Yamaha 135LC cho ra khối động cơ là SOHC 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch với dung tích là 135cc. Còn Honda RS150R với khối động cơ cam đôi DOHC 4 kỳ 1 xi lanh dung tích là 149,1cc. Mẫu xe Yamaha 135LC sẽ cho ra công suất là 12,4 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xoắn là 12,2 Nm tại 6.000 vòng trên phút, hộp số sẽ là 4 cấp. Còn đối mẫu xe Honda RS150R cho ra công suất là 15,82 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 13,6 Nm tại 7.000 vòng trên phút và hộp số sẽ là 6 cấp các bạn nha. Ngoài ra về các thông số kỹ thuật khác thì gần như là giống nhau trên cả hai mẫu xe, mình có thể kể tới như sau. Kích thước bánh trước là 70/90/17. Kích thước bánh sau 80/90/17. Phanh trước sử dụng đĩa đơn, phanh sau cũng sử dụng đĩa đơn. Về phần giá bán cũng gần như tương tự với nhau. Với mẫu xe Yamaha 135LC, giá bán sẽ từ 42.900.000 đồng. Còn mẫu xe Honda RS150R, giá bán sẽ là 42.500.000 đồng các bạn nha. Nhìn chung, Yamaha 135LC năm 2024 sẽ có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, được kế thừa rất nhiều từ những cái mẫu xe đàn anh cao cấp và khả năng vận hành cực kỳ là ổn định. Còn đối với dòng xe Honda RS150R của năm 2024 có thiết kế thể thao hiện đại và khả năng vận hành là mạnh mẽ hơn, có công suất mô men xoắn cũng sẽ là nhỉnh hơn các bạn nha. Cuối cùng, ở cái phần so sánh này, mình sẽ đưa ra một số những ưu nhược điểm trên từng mẫu xe để các bạn có thể tham khảo thêm như sau. Đầu tiên, đối với Yamaha 135LC năm 2024, ưu điểm thứ nhất, thiết kế linh hoạt, nhỏ gọn. Thứ hai, khả năng vận hành, ổn định. Thứ ba, giá bán như vậy là hợp lý. Còn về phần nhược điểm trên mẫu xe này như sau. Thứ nhất, động cơ không quá mạnh mẽ. Thứ hai, trang bị chưa thực sự là hiện đại. Còn đối với dòng xe Honda RS150R của năm 2024, về phần ưu điểm, thiết kế thể thao hiện đại, khả năng vận hành thì mạnh mẽ, trang bị cũng đầy đủ cho một mẫu xe côn tay. Thứ hai, về phần nhược điểm, kích thước lớn, cồng kềnh. Và một nhược điểm mà chắc chắn những mẫu xe của Honda đều gặp phải đó là đi phố chưa thực sự tốt bởi côn và số hơi cứng một chút các bạn nha. Kết luận lại rằng thì cả hai mẫu xe đều là những mẫu xe côn tay thể thao rất đáng cân nhắc trong thời điểm hiện tại. Giá bán thì xem nhau vào khoảng tầm 42.500.000 đến 42.900.000 đồng mà thôi. Do đó tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi người mà các bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho phù hợp nhất các bạn nha.
Ở thị trường Malaysia ấy, nó vẫn sẽ có những cái phiên bản cao cấp hơn như giống như Honda Winner X tại Việt Nam chúng ta và dòng xe Exciter phiên bản 150 và 155 các bạn nhé. Thoải mái lựa chọn luôn. Còn ở Việt Nam chúng ta chỗ lúc này với hai mẫu xe các bạn đang vừa theo dõi về những sự so sánh ấy, thì gần như là không còn được sản xuất nữa. Nhưng tại Việt Nam chúng ta thì hai ông lớn vẫn đang có những cái mẫu xe chiếm hữu của mình. Đó là dòng xe Exciter phiên bản 155 trong hệ thống phanh chống bó cứng ABS vừa được ra mắt các bạn nha. Và mẫu xe Honda Winner X, đây là hai mẫu xe đang bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Và thông qua phần cuối của video này, mình sẽ gửi tới các bạn cái mức giá bán cụ thể của cả hai mẫu xe để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình và cũng như đưa ra quyết định lựa chọn cho mình trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Với hai dòng xe tại Việt Nam chúng ta. Với dòng xe Yamaha Exciter phiên bản 155 trong lúc này, nó vừa ra mắt vào ngày 15 tháng 9 vừa rồi, trang bị điển hình tiên tiến hơn, thiết kế được thay đổi lại, đặc biệt là hệ thống mão đầu đèn này và ốp mặt nạ phía trước của xe. Tinh chỉnh lại để làm sao ấy đáp ứng lại được tiêu chí của hàng Việt Nam chúng ta, cho ra một mẫu xe thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và ok hơn rất là nhiều. Tinh chỉnh lại khối động cơ, cho ra công suất nhỉnh hơn đôi chút. Trang bị thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS để tăng thêm cái tiện ích an toàn, đặc biệt những bạn nào yêu thích tốc độ và thích đi đường dài các bạn nha, đi tour đi phượt sẽ cực kỳ là ổn định và yên tâm. Và một điều quan trọng nữa là khối lượng xe được giảm đi đôi chút và tinh chỉnh lại khối động cơ, do vậy mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe Exciter phiên bản 155 cũng đã hạ đi khá nhiều, chỉ dao động trong khoảng tầm từ 1,91 lít trên đến 1,99 lít trên 100 km mà thôi. Tuy nhiên, về phần giá bán của dòng xe Exciter phiên bản 155 trong thời điểm hiện tại, mức giá bán lại đang cực kỳ là cao. Các bạn lưu ý cho mình như vậy, cực kỳ là cao các bạn nha. Phiên bản thấp nhất là tiêu chuẩn, không có ABS, ngàm phanh 1 bít tông, chìa khóa thường là 48 triệu. Trong khi đó thì phiên bản cao hơn một chút, cao cấp ấy, nó sẽ có ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc chìa khóa thông minh sẽ là 51 triệu. Phiên bản Exciter 150 có ABS, full option đầy đủ luôn, giá sẽ là 54 triệu và cao nhất hiện tại là phiên bản màu xanh GP và Monster Energy. Giới hạn thì giá bán hiện tại là 55 triệu các bạn nha. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Đó là đối với dòng xe Yamaha Exciter phiên bản 155 trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS mới của năm 2024. Còn đối với dòng xe Honda Winner X phiên bản thế hệ mới V3 năm 2023 trong thời điểm này thì nó chưa có phiên bản mới năm 2024. Tuy nhiên thì mẫu xe Honda Winner X đang có mức giá bán cực kỳ là tốt, dao động đâu đó trong khoảng tầm từ 34 cho tới 38 triệu mà thôi, rẻ hơn rất nhiều so với dòng xe Exciter các bạn nha. Trang bị cũng điển hình tiên tiến, cũng có cả hệ thống phanh chống bó cứng ABS, cổng sạc chìa khóa thông minh, màn hình full LCD. Mức tiêu nhiên liệu cũng là chấp nhận được, 1,99 lít trên 100 km. Thiết kế của nó thì nó sẽ phù hợp với các bạn đi tour đi phượt nhiều hơn bởi khối động cơ của nó các bạn biết rồi. Honda đi tour đi phượt khỏi chê luôn bởi khối động cơ của nó là DOHC thay vì là SOHC giống trên những mẫu của Yamaha. Nên ý, tùy theo sở thích của bạn, các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Mình đã công bố giá cụ thể của cả hai mẫu xe tại Việt Nam chúng ta rồi. Mỗi mẫu xe đều có cho mình những đối tượng khách hàng khác nhau. Mình thì mình thấy rằng ý, Exciter nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ nhiều hơn. Còn Honda Winner X thì nhiều đối tượng sử dụng nhiều hơn. Kể cả những bác trung tuổi hoàn toàn có thể điều khiển mẫu xe Honda Winner X một cách ok nhất và thoải mái nhất các bạn nha. Rồi, đó là toàn bộ nội dung bao trùm như vậy, đặc biệt là so sánh để các bạn có thể tham khảo với hai mẫu xe Yamaha 135 LC năm 2024 và mẫu xe Honda RS 150R năm 2024 để các bạn có thể tham khảo thêm. Phân khúc thì là khác nhau, nhưng giá bán của cả hai mẫu xe mình vừa so sánh gửi đến các bạn ấy là gần như là tương tự giống nhau các bạn nha. Chỉ trên 40 triệu mà thôi, các bạn có thể tham khảo và tùy theo nhu cầu sở thích của mình lựa chọn cho mình một mẫu xe ưng ý. Hy vọng thông qua video này sẽ giúp cho các bạn nhé trong việc lựa chọn cho mình một dòng xe côn tay đáng để quan tâm hơn cả. Rồi, cảm ơn của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.